Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Toàn Mister. Anh em biết đấy, khi nhắc đến Hoác Vũ Hạo thì người đời sẽ nhớ ngay đến người sáng lập ra Truyền Linh Tháp. Cậu cũng là người duy nhất có thể dung hợp 7 vị hồn linh, có thể nói là khủng bố nhất thời đại của cậu về sau. Và những hồn linh đó là gì? Tu vi ra làm sao? Quá trình trở thành hồn linh ra làm sao? Kế thừa cảm xúc gì trong thần vị? Thì hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về nó nhé. Trước khi đi vào chủ đề của clip ngày hôm nay thì các bạn hãy bỏ ra vài giây để like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Hồn linh thứ nhất, Thiên Mộng Mong Tằm. Thiên Mộng Mong Tằm là hồn thú có tu vi là trăm vạn năm. Phải nói Thiên Mộng Mong Tằm cũng có cơ duyên là cực lớn khi chạy trốn vô tình rơi vào một hang động toàn là vạn năm huyền băng tủy, nhờ đó mà có tu vi là 100 vạn năm. Do sức chiến đấu không mạnh mẽ nên phải chịu làm thức ăn cho các hồn thú khác ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Lúc gặp Hoác Vũ Hạo thì đã bị hấp thụ gần như không còn bao nhiêu hồn lực. Cũng may Thiên Tằm Mong Mộng là hồn thú chủ tu tinh thần lực nên không bị ảnh hưởng đến bản nguyên. Sau đó trở thành hồn hoàn trí tuệ đầu tiên trong lịch sử. Mục đích của Thiên Mộng Mong Tằm là giúp Hoác Vũ Hạo thành thần và để mình có thể sống mãi mãi. Ban đầu thì Thiên Mộng Mong Tằm cũng không có lắm chắc có thể giúp Hoác Vũ Hạo thành thần, nên cũng đã giữ lại một con đường thoát cho riêng mình. Nhưng càng ở cạnh Vũ Hạo nhiều thì Thiên Mộng lại càng tin tưởng vào cậu hơn và quyết định toàn lực giúp cậu bằng mọi giá. Thiên Mộng cũng đã cùng Hoác Vũ Hạo vào sinh ra tử, cuối cùng ký khế ước và trở thành hồn linh của Vũ Hạo. Thực ra nói là hồn linh thì cũng không hoàn toàn, vì Thiên Mộng sau này vẫn ngưng tụ được thân thể, hóa thành một chiếc nhẫn ở trên ngón tay của Vũ Hạo và còn cho cậu một hồn kỹ, đó là Sinh Mệnh Phản Xạ Thuẫn. Hồn kỹ này chỉ cần là đòn tấn công của hồn sư và sức mạnh không vượt qua được sinh mệnh lực của Thiên Mộng thì có thể phản lại hoàn toàn đòn tấn công của kẻ địch. Lần giúp Tuyết Đế trở thành hồn linh thì Thiên Mộng đã thiêu đốt tinh thần lực của mình và biến thành cây trượng giúp Inai Khát Tư hoàn thành toàn bộ quá trình. Cũng từ lần này mà Thiên Mộng đã hoàn toàn dung nhập bản nguyên với Hoác Vũ Hạo. Nói cách khác là Thiên Mộng cũng không một cách nào khác có thể tách khỏi Vũ Hạo được nữa. Thiên Mộng giúp ích lớn cho Vũ Hạo về mặt phát triển về tinh thần lực và cũng mang đến cho cậu bốn hồn kỹ, đó là đệ nhất hồn kỹ Tinh Thần Tham Chắc, đệ nhị hồn kỹ Tinh Thần Cộng Hưởng, đệ tam hồn kỹ Tinh Thần Xung Kích, đệ tứ hồn kỹ Tinh Thần Kiểm Nhiễm Lĩnh Vực. Sau này khi Hoác Vũ Hạo kế thừa thần vị của Tình Tự Chi Thần thì Thiên Mộng Mong Tằm cũng kế thừa sức mạnh của tình yêu trong thần vị. Hồn linh thứ hai, Băng Bích Đế Hoàng Hạt. Băng Đế hay Băng Bích Đế Hoàng Hạt là vương trong tập Băng Bích Hạ, có tu vi là 39 vạn năm và sau này dung hợp với Hoác Vũ Hạo thì đột phá 40 vạn năm bình cảnh. Băng Đế sau khi nghe Thiên Mộng giải thích và khuyên nhủ thì cũng đã quyết định đi theo Hoác Vũ Hạo. Do Băng Đế khác với Thiên Mộng, cô chân chính là thập đại hung thú xếp hạng thứ 7 và sức mạnh bản nguyên thì cực kỳ là lớn cho dù đã phong ấn. Nên khi dung nhập với Vũ Hạo thì cô đã lựa chọn dung hợp cho cậu hồn cốt trước để tăng cường thể chất của thân thể Vũ Hạo. Và Băng Đế đã quyết định cho cậu dung hợp hồn cốt xương sống và xương ngực. Nhưng cho dù là thế thì khi dung hợp cũng phải chịu một nỗi đau kinh hoàng. May thay ý chí của Hoác Vũ Hạo cũng cực kỳ là cứng rắn. Băng Đế ban đầu cũng chưa hoàn toàn tin tưởng Vũ Hạo có thể thành thần, nên vẫn để lại cho mình một đường lui, nhưng dần dần đã hoàn toàn tin tưởng cậu. Trong lần ngưng tụ hồn hạch thứ hai đã dùng toàn bộ sức mạnh của mình và bản nguyên cùng Vũ Hạo dung hợp. Nhờ đó mà hoàn thành được thứ hai hồn hạch Âm Dương Hỗ Bổ Song Hồn Hạch. Băng Đế có tứ đại hồn kỹ nổi tiếng mà sau này trao cho Vũ Hạo, đó là Vĩnh Đông Chi Vực, Băng Hoàng Thủ Hộ, Băng Hoàng Chi Nộ, còn một hồn kỹ thứ tư thì không được nhắc đến. Sau này khi Hoác Vũ Hạo kế thừa thần vị của Tình Tự Chi Thần thì Băng Đế kế thừa cảm xúc giận trong thần vị. Hồn linh thứ ba, Tuyết Đế. Tuyết Đế là hồn thú đứng thứ ba trong thập đại hung thú với tu vi là 70 vạn năm. Do đột phá thất bại nên cô đã lựa chọn cách là hóa thành phôi thai hồn thú để chữa thương và bị Tinh Na Hoàng Gia thu được. Sau lần đấu giá thì rơi vào tay của Kính Hồng Trần. Trong lần học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia bị bản thể tông tập kích nhằm cướp đi phôi thai của Tuyết Đế, đã làm Tuyết Đế cưỡng ép phải thức tỉnh khi chưa khôi phục hoàn toàn, do không muốn mất đi mà tự bạo. Chính lúc này thì nhờ Băng Đế và Thiên Mộng giúp mà phong ấn lại sức mạnh của mình vào Hoác Vũ Hạo. Trong lần trở về Hạo Thiên Tông, do chịu ảnh hưởng của Dương Hàn Ngọc mà Tuyết Đan bị mất khống chế. Lần này nhờ Inai Khát Tư thiêu đốt thần tức giúp Tuyết Đế khống chế Tuyết Đan và cũng từ đó mà trở thành một sinh mệnh hoàn toàn mới, hồn linh. Tuyết Đế cũng là hồn linh đầu tiên chiến đấu ra đại lục, do tu vi cao lại còn là 70 vạn năm nên Tuyết Đế chiếm dụng 4 hồn hoàn ở Vũ Hồn Cực Trí Chi Băng để bảo toàn và khôi phục sức mạnh cho mình. 4 hồn hoàn này có màu cam, đồng thời cũng đại biểu cho 4 hồn kỹ của Tuyết Đế. Trong đó có 3 hồn kỹ nổi tiếng được người đời biết đến, đó là Đế Kiếm, Đế Trưởng, Đế Hàn Thiên. Còn một hồn kỹ thứ tư thì là hồn kỹ chưa hoàn thiện của Tuyết Đế. Sau này khi Hoác Vũ Hạo kế thừa thần vị của Tình Tự Chi Thần thì Tuyết Đế kế thừa cảm xúc buồn bã trong thần vị.
Lan Thảo là thực vật hệ hồn thú, tu vi là 10 vạn năm. Trong lần Hoắc Vũ Hạo đến Lạc Nhật Xâm Lâm, đến Băng Hoàng Lưỡng Nghi Nhãn lần thứ 2 để lấy một số loại dược thảo, đồng thời hỏi cách chữa bệnh cho Đường Nhã. Trước khi rời đi thì Bát Giác Huyền Băng Thảo đã ngỏ lời muốn làm hồn linh của cậu. Bát Giác Huyền Băng Thảo muốn rời khỏi Băng Hoàng Lưỡng Nghi Nhãn để xem thế giới bên ngoài nên Vũ Hạo đã đồng ý. Là thực vật hệ hồn thú, tuy sức chiến đấu kém nhưng lại có một điểm lợi, đó là cho dù sau này tách khỏi Hoắc Vũ Hạo thì Bát Giác cũng có thể một lần nữa cắm rễ sinh trưởng trở lại. Sau khi trở thành hồn linh thì Bát Giác đã trao cho Vũ Hạo hai hồn hoàn thứ 6 và thứ 7 đều là 10 vạn năm, đồng thời cũng cho cậu một khối hồn cốt 10 vạn năm đùi phải, kèm theo đó là hai cái hồn kỹ. Sau này khi Hoắc Vũ Hạo kế thừa thần vị của Tịnh Tự Chi Thần thì Bát Giác Huyền Băng Thảo kế thừa cảm xúc vui mừng trong thần vị. Hồn linh thứ 5, Băng Hồn Vương Tiểu Bạch. Băng Hồn Vương Tiểu Bạch bản thể là hồn thú hình gấu, tu vi là 30 vạn năm. Trong lần Vũ Hạo đi lên Cực Bắc điều tra quân đội của Nhật Nguyệt Đế Quốc khai thác khoáng sản thì đã trở về Cực Bắc Băng Nguyên cùng Tuyết Đế. Sau đó thì gặp Băng Hồn Vương và Tuyết Đế cũng bảo Tiểu Bạch đi theo Vũ Hạo, đợi khi Hoắc Vũ Hạo đến 80 cấp thì trở thành hồn linh của cậu. Chắc hẳn anh em sẽ nhớ đoạn Tuyết Đế giới thiệu Hoắc Vũ Hạo là Ba, sau đó thì Tiểu Bạch luôn gọi Vũ Hạo là ông nội nhỉ. Ở lần độ kiếp 30 vạn năm, tuy được Hoắc Vũ Hạo lợi dụng nghịch lân của Đế Thiên độ trong một đạo lôi kiếp nhưng vẫn bị thương nặng đến bản nguyên, sau đó trở thành hồn linh của Vũ Hạo. Vì lúc này ở trong vong linh bán vị diện nên thân xác của Tiểu Bạch cũng trở thành vong linh sinh vật nên cũng không cung cấp cho Vũ Hạo được hồn cốt. Sau này khi Hoắc Vũ Hạo kế thừa thần vị của Tịnh Tự Chi Thần thì Băng Hồn Vương Tiểu Bạch kế thừa cảm xúc vui cười trong thần vị. Hồn linh thứ 6, Nhân Ngư Công Chúa Lệ Nhã. Nhân Ngư Công Chúa Lệ Nhã là thuần túy hồn linh hệ tinh thần đầu tiên của Hoắc Vũ Hạo. Lệ Nhã có tu vi là 10 vạn năm. Trong lần đi đánh lén Nhật Nguyệt Đế Quốc thì Vũ Hạo cùng với Vũ Đồng đã đến Hải Viễn với mục đích là tìm Hải Công Chủ để thương lượng vấn đề hồn linh. Lúc đi qua Đông Dương Thành thì Vũ Hạo đã triệt phá một ổ tà hồn sư và nhận được Nhân Ngư chúc phúc từ một nhân ngư bị ép trở thành oán linh. Theo mình nghĩ thì đây chính là một phần linh hồn của Lệ Nhã bị tà hồn sư rút đi khi chạm trán với Hải Công Chủ. Thì do có hiểu nhầm mà đã phải đánh nhau với Hải Công Chủ, chỉ một chút nữa thôi là mất mạng. May thay Vũ Đồng dùng đến đệ cửu hồn kỹ Hải Thần Hàng Lâm nên đã giải nguy. Sau đó Hải Công Chủ đã nghe lời Hải Thần dẫn hai người họ đi xem tình hình của Lệ Nhã và đã phải dùng biện pháp đó là để Lệ Nhã trở thành hồn linh của Vũ Hạo. Ban đầu khi dung hợp thì cũng bị phản kháng, nhưng may thay lúc nguy cấp thì phần nhân ngư chúc phúc kia đã thức tỉnh và chế an lại phần linh hồn còn lại đang oán giận của Lệ Nhã. Nhờ đó mà dung hợp hồn linh thành công. Sau này khi Hoắc Vũ Hạo kế thừa thần vị của Tịnh Tự Chi Thần thì Nhân Ngư Công Chúa Lệ Nhã đã kế thừa cảm xúc. Bảo Quân Chúa Tể. Tà nhãn Bảo Quân Chúa Tể với tu vi là 79 vạn năm. Trong lúc Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng đuổi giết giáo chủ Trung Niêu, hắn đã chạy vào tà ma rừng rậm nhằm đánh thức tà nhãn Bảo Quân Chúa Tể chặn Đường Vũ Hạo để cho mình chạy trốn. Do tà quân tính háo chiến nên đã ra tay với Vũ Hạo cùng với Vũ Đồng. Lúc này Vũ Hạo đành phải ra tay đánh trả và thành công giết chết tà nhãn Bảo Quân. Đúng lúc này thì hồn hoàn thứ 9 của võ hồn Ninh Mâu của Vũ Hạo còn chưa có nên đã hấp thụ luôn của tà nhãn Bảo Quân. Sau đó thì Vũ Hạo đã bế quan đột phá cực hạn đấu la, thì tà quân nhân lúc này chiếm cứ thể xác của Hoắc Vũ Hạo. Vũ Hạo đã lợi dụng gậy ông đập lưng ông, chờ cho tà nhãn Bảo Quân hoàn toàn dung hợp với mình xong mới dùng thần cách hạt giống để chiếm lĩnh lại thân thể, đồng thời hoàn thành thứ 3 hồn hạch thành tựu cực hạn đấu la. Nói là hồn linh thì cũng không hẳn, nhưng tà nhãn Bảo Quân dung hợp với Vũ Hạo trình độ cũng không kém dung hợp hồn linh là mấy. Sau này khi Hoắc Vũ Hạo kế thừa thần vị của Tịnh Tự Chi Thần thì tà nhãn Bảo Quân Chúa Tể đã kế thừa cảm xúc căm hận trong thần vị. Ok, trên đây là những gì về thất đại hồn linh của Hoắc Vũ Hạo mà mình biết. Các bạn thấy mình có nói thiếu ở điểm gì hay cần mình nói thêm ở điểm nào thì có thể để ở dưới phần bình luận giúp mình. Clip của mình đến là kết thúc. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các clip tiếp theo của mình.